Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em các tựa game kinh dị mới. Ok, chúng ta bắt đầu với Granny. Đây hoàn nhỉ. Đây tôi có một cái bình. Uzi. Rồi, test đi nha anh em. Ôi. Vâng, xem có gì không nha. Okay, mình sẽ đi ra sẵn sàng. Okay, nhà mình sẽ đi xuống hầm. Okay.
báo súng. Ôi. Đây truy. See you. Hope that the khá mất ngày nhiều. Ôi hết đạn rồi, hết đạn. Ok, ra đây với Antarctica. Кажется, придется прыгать. Yeah.
Алексей, Джек, Гарри, где вы? Всем-всем-всем, говорит профессор Антонов. Срочно... Okay. Chạy lung tung này rồi.
Ok, tung vỡ tường. When the rabbit came to visit, the prince said, time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, she must be stopped. Okay. Tục nhanh. Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless futile flight. Hop, hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More, now, another. I'll bring you some. Don't worry now, replied his loving, caring mother. Okay, that makes any time TV. Slendrina. Okay, that is right. It's the whole game. Yeah.
Ok. Ôi, choáng này em. Sky for hunting suriva. Finally, you read. Okay. Đi nhầm đường em. Wow. Ba lá mới được nha. Vai chịu mày.
Đây. I can't believe it. You all turned into pigs. That's greedy. Good. Sẽ là đây kiếm thư. Ui. Ui. Hiện đang hung dữ. Từ biết đâu nhỉ. I can finally get out of this place. I need to find help. Okay, the factory.
Okay.